Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu các bạn, Phạm Thâu đang có mặt tại Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao, Giáo phận Bùi Chu. Mời các bạn tham quan đón xem Đền Thánh Giáo xứ Trung Lao. Thưa các bạn, nhà thờ Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao đây, nhất nhì giáo phận Bùi Chu. Dạ. Thưa các bạn, là gần như đã hoàn thành. Giáo xứ Trung Lao đây rất là đẹp, cổ kính. Mời các bạn cùng vào trong khuôn viên nhà thờ tham quan. Thưa các bạn, bên trong toàn bộ là gỗ hết các bạn nhé. Đang sơn son thiếp hàng khu vực gian thánh. Xin giới thiệu các bạn là nhà thờ, chiều dài của nhà thờ là 60m. So với đền thờ tòa giám mục mà ngắn hơn 10m. Chiều ngang của nhà thờ là 16m, rộng 16m. Chiều ngang cánh thánh giá là 36m. Này thợ đang sơn son thiếp vàng các bạn nhé, khu vực phần khu vực cung thánh. Xin giới thiệu các bạn là bốn hàng cột đường kính của cột chính này là trên 80 phân mét. Các bạn cùng đọc các cái nhãn hiệu của lòng cốt
thành lập giáo xứ Trung Lao năm 1607. Xây dựng nhà thờ Tiên Khởi 1600. Và kiến thiết nhà thờ gỗ cổ 1888. Sắc phong đền thánh tước hiệu Mẹ Thiên Chúa ngày 8 tháng 12 2009. Khởi công tái thiết đền thánh Mẹ Thiên Chúa ngày 8 tháng 4 2018. Mừng công thánh hiến đền thánh Mẹ Thiên Chúa. Thưa các bạn, một phần trên này rất là đẹp, ánh sáng rồi tối đi công hàng các bạn. Dạ. Nên là mới biết vẻ đẹp sơn son kia vàng cực đẹp. Một thời gian sau thì anh đã thái bị chính cô và mẹ vừa giết bố mẹ của mình. Cô nói con không thể ở lại đây vừa như tiệc ngủ trước bao biến cố mình gây ra. Bà ta xà bằng là xà mấy mét rồi chết ngay. Thank you.
Thưa các bạn, rất là đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.